thế của mình là luôn luôn là phải nằm kèo dưới. Ủa, nếu mà sai thì anh cũng nhường đúng không anh? Con gái luôn đúng mà. Con gái luôn đúng hả? Trời ơi, cái có cái câu này mà trong nhà con hay nói là vợ trong nhà là nữ tướng. Nhân nói này cái bên nhà gái phái. Rồi, mời nhà trai. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh. Rồi, dạ, chào em con. Chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào bạn gái. Dạ, hello. Con xin tự giới thiệu là con tên Nguyễn Trọng Nhân. Năm nay con 24 tuổi. Ừ. Và con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Con đang làm họa sĩ 3D. Họa sĩ gì đê? 3D. 3D hả? Dạ. Và bây giờ là tới phần giới thiệu của nhà gái. Xin mời bạn. Annyeonghaseyo, chaemun, Bảo Ngọc Inita, Manaso, Vankasumita. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Ngọc. Năm nay mình 24 tuổi. Mình rất vui được tham dự chương trình này. Cho chị xí một cái là sao mà em chào một tràng tiếng Hàn đúng không? Dạ. Yeah. Là em học tiếng Hàn hay là như thế, hay là em công tác tại Hàn? Đó là em học tiếng Hàn á chị. Và hiện tại là em là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh giới thiệu tiếng Hàn Quốc. Lý do tại sao em học tiếng Hàn? Bởi vì em có niềm đam mê với phim ảnh Hàn Quốc. À. Bảo Ngọc ha? Dạ. Dạ. Bên đây là Trọng Nhân nha. Rồi hai bạn cũng xem tuổi với nhau, 97 hết á. Nhân có thể nói cho Ngọc bên kia biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của con là con rất là ngại giao tiếp với người khác giới. Trước đứng với một người khác giới mà người đẹp nữa là con lúc nào con cũng sẽ bị nó giống như không đi. Phải con đâu con ơi. Dạ. Ai cũng vậy, đứng trước người đẹp bối rối lắm. Chú cũng vậy, thấy người đẹp là chú rối lên rồi đó. Hồi nãy chú có rối không? Chưa rối. Vậy không lẽ con chưa đẹp? Sắp đẹp. Tháng này là con phải dậy từ 4 sáng con trang điểm mà chú kêu là con chưa đẹp. Con thấy con hơi buồn rồi nha, hơi giận nhà trai á. À, nói chơi chứ mà mối này lộng lẫy lắm, tôi cặt khịa chút xíu thôi. Còn nữa là con hơi ham việc. Rồi đúng rồi, đàn ông ham việc là tốt con, đó con. Con mà dính vô việc là con quên mất xung quanh luôn. Tốt, tuổi trẻ giờ phải ham việc ha. Phải lo sự nghiệp trước. Đó là hai cái là nổi trội nhất rồi. Nổi trội. Còn mấy cái nó lặt vặt nữa. Rồi, ưu điểm là gì? Cái ưu điểm của con là con biết nấu ăn, biết hát được, biết vẽ được, hoạt bát, với lại cũng hòa đồng với mọi người. Rồi, mời nhà gái đi. Con xin nói về ưu điểm trước. Là phần ưu điểm là con một người hòa đồng, có tính cách là ngoại, hướng ngoại hơn và thích đi du lịch và thích gặp gỡ được nhiều người, đặc biệt là với những người nước ngoài. Và còn nhược điểm là con hơi chú trọng về công việc nhiều quá, đôi lúc mình không dành nhiều thời gian cho bản thân của mình. Ôi trời chết rồi, hai bạn này có cùng một cái nhược điểm với nhau luôn. Bạn nào cũng mê công việc và quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Thế thì ví dụ như hai bạn mà có cơ hội đến với nhau rồi, làm sao mà hai bạn dành thời gian cho nhau được? Chắc cũng phải là phải dành lại, phải dành chút thời gian cho bản thân mình. Nói chung là vậy nè, tuổi trẻ mà chưa yêu thì cứ đam mê công việc đi, rồi yêu cũng dành chút cho thời gian để yêu ha, tìm hiểu nhau. Hôm nay bên nhà trai á, là có cây đàn nè. Nhà trai sẽ hát tặng nhà gái một bài, đồng ý không? Dạ, đồng ý ạ. Rồi, Nhân hát đi Nhân. Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà. Hẹn hò yêu thương ta say đến già. Nắng mưa lại chuyện nắng mưa, anh biến con tim đã vừa. Chẳng đến anh phung đó hay là chưa. Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến tìm anh. Giữ gìn là trong tránh đôi vai anh thêm sức mạnh. Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau. Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu. Lỡ mai về sau ai biết được, chợt biến mất hay vội lạc những nỗi yêu thương. Mất nhau ngoài kia không với kịp.
Lẽ anh mong hương nơi con tim cùng nhìn. Hay quá. Bạn trai chỉ mới có chào hàng tí thôi nha. Cô gái bên đây có sao xuyến không? Chứ thấy bà Mai hơi sao xuyến rồi. Sợ bà Mai kìm lòng không được. Nhà trai đã tặng cho mình một bài hát và những cái tiếng đàn rất là dễ thương. Thì bây giờ chị không biết là em có gửi tặng cái gì ngược lại cho bên nhà trai để người ta sợ mình không? Dạ, chắc em sẽ xin gửi tặng một bài hát nho nhỏ bằng tiếng Anh. 'Cause your love is so sweet, you are my everything. This world out of matters, no, is nothing. Dạ, hơi rung, hơi rung, hơi rung, hơi rung. Người ta con gái, người ta rung là đúng rồi. Không sao. Một chút bối rối ban đầu không sao. Nhân nói cho chú Linh biết rồi, cái đường tình duyên của con sao Nhân? Dạ, đường tình duyên của con nó cũng không đặc sắc lắm. Tình duyên không đặc sắc lắm à? Dạ. Nó là sao mà nó không đặc sắc con? Nó bình bình. À, nó bình bình. Nó có mấy mối mà bình bình? Nói đúng thì một mối đi. Một mối. Trời đất ơi, tình yêu nó hơi sơ sài chút đó. Dạ đúng đâu nè. Sơ sài. Nhà trai người ta nhẹ nhàng vậy đó. Còn nhà gái sao nè? Dạ, chắc tình duyên của con cũng không đặc sắc như bạn em. Dạ, thì thật ra là trong khoảng thời gian đại học và lúc đi làm thì con cứ cắm cúi. Đó là lý do mà tại sao con vẫn ế đến giờ này. Vậy thì bây giờ mình có xác định rằng là nếu như mà mình tìm hiểu một đối tượng nào đó thì mình dành thời gian nhiều hơn cho cái việc tình cảm của mình không? Dạ, đó là lý do em tham gia chương trình này và em quyết định là phải dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và bạn nam bên này nếu mà có cơ hội. Còn nhà bên kia giờ mình có dẹp bớt công việc không em ơi? Dạ được chị, công việc của em thì gần đây em cũng bắt đầu em sắp xếp ổn hơn rồi, cũng dư nhiều thời gian rảnh. Bây giờ nhà gái coi cái tiêu chí kiếm người yêu thế nào, miêu tả cho nhà trai biết coi giống ở đây không? Là một người ưa nhìn, vẻ mặt sáng lạng và có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình. Bên kia có sáng không? Có sáng được miếng nào? Sáng thì có sáng. Được lạng nào không? Nhưng mà ít có lạng lắm. Sáng chỗ không có lạng qua lạng lại đâu. Em có một cái mẫu hình đặt ra, ví dụ như cái người bạn trai tương lai phải giống như chú Quyền Linh chẳng hạn, hay là giống anh Bình Minh chẳng hạn, đó kiểu vậy đó. Người của đàn ông của gia đình đó là chú Quyền Linh. Bên kia có giống chú Linh không? Chú thấy giống không? Đẹp trai hơn. Không, con thấy giống. Giống hay giống hả? Dạ chú cũng đẹp trai. Ngày xưa lúc mà còn nhỏ chú cũng được lắm đó con. Dạ dạ. Giờ lớn nó bớt được rồi đó. Không, chứ nó không có bớt được mà nó thay đổi theo một cái kiểu mà chú khác. Hay rồi con, mày giỏi á, mày giỏi á. Được. Không biết là cái nhu cầu về bạn gái của nhà trai á là như thế nào. Em cũng không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình. Miễn là mình nhìn, mình ưa nhìn là được. Biết quan tâm tới gia đình, nhẹ nhàng, đầm thắm. Coi nhà trai ra làm sao mà đòi hỏi bên nhà gái quá trời quá đất rồi. Đâu có đòi hỏi gì đâu, ta đòi hỏi nhẹ nhàng thôi mà. Dạ. Đó. Em chào chị. Chào em. Dạ. Ngon. Ngon. Ủa ăn được hay ngon? Con thấy là ngon đó. Đẹp trai đó. Cầm cây đàn cho thấy hình tượng lãng mạn. Cho bà mối có nhìn thấy đó, thấy chưa? Thấy chàng trai không? Đẹp trai, lãng mạn, trữ tình, nhẹ nhàng, phong độ. Cái tiếng đàn nó đệm vô trong cái lời nói của chú, nó tăng thêm một cái phần gọi là xúc động. Và nó tăng thêm cái sự đẹp đẽ cho cái không gian này. Đúng rồi. Nói thiệt với em là bên kia là ưa nhìn dữ lắm, đầm thắm dữ lắm. Còn về cái khoản mà quan tâm gia đình phải có sự tương tác của người đàn ông nữa. Bây giờ cho gặp chưa chú? Ta qua ta coi mặt nhà gái sao chứ. Mà phải đi qua con. Mời bà mối về bển để đón chào nhà trai qua coi. Chờ chút nha con, để chú coi coi. Con gái hết hồn liền. Chào chú Quyền Linh. Nó xinh này nha. Chú có bối rối không chú? Chú bối rối là mệt á. Nói chung là nhà gái hôm nay được. Ngon. Không. Để từ mấy đứa nhỏ nó nói. Xinh á con. Dạ, cảm ơn chú. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, con không thích đàn ông không tự tin về bản thân của đúng. Mình. Đàn ông phải tự tin, phải bản lĩnh gì nữa? Và phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Chính xác. Chú chịu rồi Nhân. Bên kia có nụ cười rất là tươi. Dạ. Dễ thương ha. Dạ. Con cũng năng động đó. Nói chung là chú thấy hợp. Ông Mai ơi. Hả? Tôi có ý kiến như vậy. Sao? Bây giờ trước khi mình mở rào á,
thì mình phải tham khảo ý kiến của người thân. Rồi bây giờ nhà gái đi với ai nè? Dạ con đi với cùng với hai người chị của con ạ. Chào nhà gái. Em là bạn của Bảo Ngọc. Mà thấy bạn nam bên này cũng có tính y chang như Bảo Ngọc luôn, thì hy vọng là hai em cho nhau một cơ hội. Cảm ơn bạn của Bảo Ngọc nha, hai đứa rất hợp với nhau rồi đó. Còn xin mời người nhà của nhà trai. Con đi chung với cô ruột của con. Hôm nay thừa ủy quyền của ba mẹ trọng nhân thì em là cô út của trọng nhân đến với chương trình, cũng rất là mong muốn là trọng nhân cùng với Bảo Ngọc là cố gắng cho nhau một cơ hội. Mình đã có duyên trên sân khấu và gặp ông Mai bà mối rồi, có duyên thì chúng ta cũng sẽ tiến tới. Ngoài ra thì cô út cũng đang rất là muốn học tiếng Anh, cho nên là chắc sẽ nhờ Bảo Ngọc nếu có duyên sẽ kèm cho cô út và gia đình. Cuối cùng cũng xin có một bó hoa tặng cho nhà gái Cẩm Tú Cầu, thì cầu là hôm nay chúng ta cầu được gặp nhau và cái duyên và Cẩm Tú Cầu là trọng nhân rất là thích, cho nên là xin tặng cho nhà gái, thì mời em của trọng nhân sẽ sang tặng cho nhà gái. Ơi dễ thương quá. Hay quá, nhà trai chu đáo chưa, thấy chưa? Chị cảm ơn em. Cảm ơn nhà gái rất nhiều. Rồi, hy vọng rằng là hôm nay hai nhỏ nó có sẽ có duyên có phận nha. 2, 3 mở rào. Cánh cửa rào tình yêu đã mở. Hai kẻ bắt đầu. Khi quen em, anh đã biến bối rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên ta, ngàn hoa lá lâm anh này, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thương ta, cho hồn đắm say. Cuộc tình này dài lâu, ngủ sâu trong vòng tay êm ái. Hay, hay, hay quá nha người. Đó, hôm nay cũng nhân ngày mà mình có duyên mình gặp, thì cho mình gửi cho bạn một món quà trước, một bó hoa. Mình cảm ơn bạn nhé. Mình có một cái bức tranh gỗ, hy vọng là nếu mà mình hai mình có cơ hội tìm hiểu nhau thì hai tụi mình sẽ cùng nhau tô bức tranh gỗ đó. Cái này là mình ghép nó lại đúng không? Không, mình dán lên tường thôi. Mình gọi là mình tô rồi xong mình xếp lên tường. Mình xếp lên rồi mình tô mấy đúng cái rồi. Này nữa. Bây giờ nè, đó, mình tô màu lên xong xếp lên ha. Con cá mập, cá tra. Con cá này con cá voi. Cá tra rồi cá. Ủa đúng không? Cá voi. Thằng chắc cá đại dương. Rồi được á. Đây chú giữ cho hai bạn về ghế ngồi đi. Chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Em cảm thấy là em cười rất tươi. Đúng là rất đúng không? Con bối rối quá. Có rung động. Dạ, có rung động. Đúng là rất là ấn tượng. Nó khiến mình thu hút ngay lần đầu. Mình gọi là xét đánh được không nhỉ? Cũng được chứ. Xét đánh nó, nhưng mà cái hộp quà của Nhân tặng gì giới thiệu bạn gái được không? Dạ, trong đó nó là một cái ví. Phải bỏ tiền vô đó chứ. Dễ thương quá. Dễ thương ạ. Thường tặng ví phải tặng tiền luôn á Nhân. Nó mới hên. Cái đó có chưa, có tiền chưa? Chú Linh cho. Chú cho mượn cho. Dạ. Hả? Để không, để chú cho mượn chú quá nè. Tâm đi. Trời. Hả? À. Thôi được rồi chú. Bỏ vô, phải bỏ không, vô. Không, cái này là phải bỏ vô thì thiệt. Cái này là phải bỏ vô. Bỏ vô góp, kéo sợi của tiên. Này, ông Mai bà mối phải chuẩn bị cho nó kỹ. Nói cho bóp mà không có tiền nó kỳ lắm. Nhưng mốt chú chưa bao giờ sử dụng bóp này không biết. Rồi đó. Là lì xì đó. Dạ, lấy kỳ qua. Tiền hơn. Có 10.000 nhưng mà nó hơn. Hên lắm rồi, dạ, lắm. Cảm ơn chú Hiền Linh. Có tiền bóp mới hên. Dạ. Chú có hùng nha. Mốt đám cưới chú khỏi đi nha. Trong đám cưới con sẽ viết câu thuộc thư cho chú đầu tiên. Bạn là một người hoạt ngôn, ưa nhìn. Em cũng bị say đắm trong cái nụ cười ấy. Trời ơi. Không bỏ lối quá. Hai bạn làm tôi muốn yêu trở lại quá.
về tình yêu mà anh nghĩ là tình yêu là phải dành cho nhau, dành cho nhau tất cả, ưu tiên là người phụ nữ trước. Mọi thứ mà mình tìm ra thì có được thì cũng sẽ là của bạn gái chứ. Ngon à? Ngon nữa. Nói con này là nhớ à. Tôi ghim con này. Đặt trường hợp có một cuộc cãi vã, ai sẽ xuống nước? Cái thế của mình là luôn luôn là phải nằm gèo dưới. Nằm gèo dưới. Ủa, nếu mà sai thì anh cũng nhường đúng không anh? Con gái luôn đúng mà. Con gái luôn đúng hả? Trời ơi. Cái có cái câu này mà trong nhà con hay nói là vợ trong nhà là nữ tướng. Nhân nói này cái bên nhà gái phái phái phái. Dạ đúng. Nhân nè, Nhân lại Nhân nắm tay của Ngọc ha. Rồi cái Nhân nói hết những cái cảm xúc nãy giờ mà Nhân cảm nhận về Ngọc đó. Nhau coi. Nhìn thẳng mắt nhau nói rồi. Như hay nghe nói là người phụ nữ có 3 điểm là thu hút nhất khi mà đối diện này không? Một là nụ cười, hai là ánh mắt, ba là bộ váy không mặc. Thì em có cả 3. Nên hiện tại là anh đang khá bối rối. Coi như là mình coi như là mình bị sét đánh. Em cũng bối rối. Không biết nói gì hơn thì anh... Em cảm nhận là qua cái nhìn đầu tiên thì anh là một người rất là hoạt ngôn, rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Đó là cái tính cách mà em rất là thích của người đàn ông. Hai bạn trở về vị trí ngồi đi. Thời cơ đã đến, cơ hội đã đến, nhịp tim đã đập, sự bối rối đã tăng lên, nhiệt độ bây giờ có thể 38-39 độ. Chúng ta chuẩn bị để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy để con tim mình quyết định nha. 1 2 3. Chúc mừng, chúc mừng Nhân nha. Dạ, cảm ơn Đức. Hãy nắm tay Ngọc đi nào. Bây giờ chúng ta... Không có bắt tay rồi. Đây, đây nè, đây, đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè, đây nè. Dạ. Đây, 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 đây. Dạ, dạ, dạ. Đó, dạ, dạ. Đang vô. Đó. Đó, đó, đó. Như thế mới là tình yêu. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vinakyue, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời em trai giới thiệu về mình. Thôi có cái gì thì em xin gửi tới một bài hát để thay mặt lời chào với quý vị khán giả và anh Quyền Linh. Hát để gửi lời chào ha. Vâng, ok. Bạn gái bên kia. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người theo mây và gió. Từng lời nói. Em gửi tới. Thoải mái lên nào, thoải mái lên. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hữu Dương ạ. Em 28 tuổi ạ. Em đang làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Linh về mảng cửa la xe bên xây dựng. Em là nhân viên vận hành máy công trình anh ạ. Em sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung ạ, ở Hà Tĩnh ạ. Em đang làm ở Sài Gòn ạ. Quận mấy? Em ở quận 2 ạ. Rồi bây giờ đến nhà gái mình nè, em giới thiệu đi. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC Hồng Vân, bạn nam kế bên và cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Ngọc Mai, năm nay em 28 tuổi ạ. Em cùng quê với bạn nam bên kia, em cũng là người Hà Tĩnh ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại em là thư ký kinh doanh của công ty cổ phần bóng đèn điện quang ạ. Mai làm ở quận mấy Mai? Dạ, Mai làm ở quận 9 ạ. À, quận 9 qua quận 2 là gần. Hay quá, hai người này cùng quê hay quá ha. Em Mai em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng ạ. Mọi người thì thường thích chia sẻ câu chuyện với cả tâm sự với em. Giống kiểu mọi người hay nghĩ là, hay nói là em rất biết lắng nghe và an ủi người khác ạ. Còn điểm yếu của em thì em nói hơi nhiều, có một xíu hay quên. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em ở đây chắc là em hay nhăn. Em thích đi du lịch ạ. Thường là một năm em sẽ cố dành cho mình một chuyến du lịch. Có thể là với gia đình hoặc là bạn bè của em á. Thì một năm em sẽ cố gắng đi du lịch một lần, một thành phố nào ở đó trong Việt Nam ạ. Rồi, bạn ơi.
Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em vui vẻ, hòa đồng và tiếp thu nhanh và rất đam mê bóng đá và thật chơi được tất cả các môn bóng đá. Chơi tất cả những môn thể thao. Khuyết điểm của em là có thể là nói nhiều một tí. Em nói hơi nhiều. Đúng. Sao nói gì nói nhiều? Nói nhiều. Hay là vậy đường. À? Em toàn sử dụng công nghệ có chị Google Maps rồi. Em được mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi cấp 2 là tình yêu đơn phương, không có tìm mối tình sâu đậm anh ạ. Ngắn ngủi là bao lâu? Một tuần kìa, một tháng, hai, giỏi lắm được hai tháng anh ạ. Trời ơi, tình yêu gì đâu mà nhanh dữ vậy? Này mới vừa quen mà phát sinh tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng ạ. Có nắm tay chưa? Rồi ạ. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Chưa anh ạ. Sao quen hai tháng hôn nụ hôn đầu tiên đi chứ? Chắc là em ngại quá, em nhát gái quá. Đó. Rồi, còn mình thì sao nè? Dạ, em có trải qua hai mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất em chia tay là được một năm rồi ạ. Lý do chia tay thì giống kiểu em cũng đến tuổi muốn lập gia đình rồi á. Nhưng mà bạn đó cái suy nghĩ nó chưa được chín chắn với trưởng thành á. Nên là cảm giác không có cái suy nghĩ chung nên bọn em dừng lại ạ. Như vậy là một năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, chào chị Hương ơi. Chào em. Vâng. Nhát hả? Vâng ạ. Vậy em suy nghĩ thế nào về cái mẫu hình bạn gái mà mình sẽ hướng tới? Vâng, thì em cũng đơn giản thôi chị ạ. Chấp nhận em là đi công trình và làm xa. Thứ hai là quán chuyến điện gia đình được. Thứ hai là kính trên nhường dưới với quan tâm chăm sóc hai bên gia đình là được. Nếu như hôm nay em đến em gặp cái bạn nữ này mà hai em mà bấm nút cho nhau á, thì em có ý định là gọi là tiến tới hôn nhân liền không? Nếu mà bạn gái đồng ý thì cũng phải hỏi thăm bạn gái thế nào thì chúng em có thể là tiến tới hôn nhân luôn ạ. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Thì cũng là có một hình mẫu là giống Lưu Diệc Phi. Giống Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ đúng không? Có dương quá trong thôi. Em là dương quá mà. Dương quá. Dương quá thì đó là thần tiên tỷ tỷ đó. Đúng rồi. Để mình xem coi giống tỷ tỷ thần tiên của em. Dạ. Bạn gái. Dễ thương ha. Đàn trai thấy là chịu rồi đó. Ok. Em gái muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Bạn trai với cả là chồng lý tưởng của em á, là một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Tại vì với em cái yếu tố gia đình với em rất là quan trọng. Bây giờ là mình gia đình bố mẹ mình, anh em mình, sau này thì là gia đình nhỏ của mình và con mình á, có chí cầu tiến. Có quan tâm với gia đình không? Dạ có. Có ý chí cầu tiến không? Dạ có. Chúng ta nếu mà lấy nhau đó thì em sẽ định hình ở đâu? Mình nói đi cho bạn gái thấy mình là có ý chí cầu tiến. Trước mắt thì mình cứ sống ở nhà trọ một thời gian rồi khoảng 3-4 năm gì đó. Mình có một số vốn là mình có thể là mua nhà chung cư trả góp hay là dần dần. Chứ nếu mà thực sự mà có luôn thì thật sự hơi khó. Thì đó, mình cái hướng thế, đại đa số ta lấy nhau cũng đầu tiên xuất phát điểm cũng là ở nhà thuê thôi. Ngày xưa anh lấy nhau cả năm trời anh cũng chưa có nhà luôn đó. Người Hà Tĩnh em ở huyện nào? Dạ em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Thành phố luôn hả? Còn em dạ. Ở đâu? Em ở thị trấn Thạch Hà. Vậy hai bạn gần nhau không? Dạ cũng gần ạ. Ừ, sát bên nhau. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi tới đây cùng mẹ em gái với cả là hai người bạn thân của em ạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chào dạ. Quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Mai. Mai là con gái thứ hai. Nhưng cháu sống là tình cảm, hiếu thảo lắm, có trách nhiệm với gia đình, cũng chịu khó. Nói chung là cố gắng, cũng cá tính lắm. Còn bạn trai bên này thì cô thấy là cái hay nhất là người đồng hương. Dạ. Còn những cái mà cháu nói lên thì cô thấy cũng rất là chân thành, cũng là có những cái là cố gắng và có những định hướng cho tương lai, quyền lựa chọn ở hai con. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ và là cũng là người sếp và cấp trên của em và chị bạn ạ. Trước hết xin chào toàn thể ekip chương trình ạ, chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể tất cả quý vị khán giả trong khán phòng và tất cả các bạn xem truyền hình ạ. Tớ nhận xét ở đây thì bạn gái đây là rất là xinh, rất là dịu dàng, hai người cùng quê lại cùng lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì trước hết Dương là một người em trai, ở với tớ cũng lâu rồi, công trình thì rất là hay nhậu, nhiều khi là anh em cứ nhậu hết rồi nhưng mà Dương là do dọn dẹp hết cho anh em. Nhưng hàng ngày Dương quét dọn dẹp văn phòng các thứ là Dương dọn hết. Ngoài ra Dương thì cũng là rất là chịu khó nấu ăn. Nhiều khi anh em có bỏ ra quán như Dương bảo mua đồ về nhà để nấu cho nó ăn cho nó ngon và sạch sẽ. Toàn thể công ty mà không có Dương thì đúng là rất là một cái vất vả cho công ty.
Bạn gái ở đây thì rất là xinh đẹp và tuyệt vời. Dạ, nếu mà anh là anh bấm nút liền luôn á. Đúng. Rồi, chúng ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dương. Vâng. Chào chị. Thì giờ lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có một bó hoa và cùng một cái chiếc đồng hồ thông minh và để luôn, mà lúc anh ở bên cạnh em thì anh có thể biết đo được nhịp tim, huyết áp và sẽ biết được sức khỏe em thế nào, thì em còn chăm lo cho em và lời khỏe em. À dạ. Ngày hôm nay em tới đây thì em muốn tặng anh một cuốn sách. Cuốn sách này thì nó nói về cái cách để cho mình lập nghiệp, mình tạo dựng sự nghiệp của mình khi mà bản thân mình không có nền tảng trước sẵn là từ gia đình hay một cái gì hết. À. Vâng, vâng. Hôm qua anh có nhậu say tí, nửa hôm thì thật sự tỉnh dậy thì ánh trăng nó làm phiền anh, làm anh không ngủ được nên anh có xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh sẽ lựa chọn em đây. Vâng. Bây giờ mình đeo đồng hồ trước đi. Đưa chị cầm cái hoa giùm cho. Anh xin phép được. Dạ. Em cảm ơn anh. Thì nhờ bạn gái đọc lên cùng khán phòng cùng nghe. Vâng ạ. Dạ, em xin phép được đọc bài thơ do bạn Nam có viết để tặng mọi người trong trường quay cũng như là hai MC ạ. Ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gặp em giữa lòng muốn ngỏ lời yêu. Yêu em giữa ban ngày, lòng anh tỏ không biết ai tỏ cùng anh. Là em đọc không có hay, mọi người thông cảm, chắc là thơ làm hay hơn nhưng mà do em đọc không có hay ạ. Vâng, cảm ơn bạn gái. Cảm nhận về nhau như thế nào các bạn? Dạ thì em cảm nhận là vẫn có hình bóng của Lưu Diệp Phi ở đây. Vâng, thì cô gái quá dễ thương và cũng em cảm nhận thì quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời rồi. Thì còn bạn gái cảm nhận về anh thế nào? Qua những cái gì anh chia sẻ thì em cảm giác là chương trình đã rất ưu ái với em, đã chọn cho em một bạn nam mà khá gần với hình tượng của em đã mong muốn ạ. Em muốn hỏi anh là ví dụ như anh có hay bị say nắng đồ này kia, nếu mà đi ra ngoài gặp cô này cô kia anh có hay bị không say à? Nắng không? Tất cả sắc đẹp ở trên thế giới này anh đều là quá bình thường. Mình chỉ yêu những người chung thủy một người thôi chứ chả liếc mắt nhìn nghiêng nhìn ngó. Dạ vâng. Em không biết anh có gì muốn hỏi em không ạ? Anh thì hỏi em là anh ngại anh cứ hỏi đi, em thấy bình thường mà, mình người cùng quê sẽ dễ nói chuyện hơn, anh cứ hỏi em đi. Chị đang muốn hỏi bạn nữ á. Dạ. Bạn có phải là trụ cột của gia đình mình không? Dạ, nếu như mà nói từ trụ cột thì nó hơi nặng, nhưng mà nói chung là em sống với gia đình và cũng phụ giúp ba mẹ. Nói cho bạn nghe đi, tại vì là thực ra tất cả những cái điều mình cần phải nói, mình cần phải trao đổi nếu như thực sự mình muốn đi xa hơn. Dạ thì em cũng có và chia sẻ là ví dụ sau này khi kết hôn rồi mà em muốn em gái ở cùng với em thì em không biết là cái bạn nam có hay là gia đình bạn. Thì tại sao vậy? Tại sao em gái em phải nghĩ là em sẽ phải nuôi em gái? Không phải là em phải nuôi, bởi vì là gia đình em cũng có anh trai nữa, nhưng mà đây là cái mong muốn em muốn thôi. Tức là nó phải có một lý do, ví dụ em gái cũng sẽ lớn lên rồi em gái cũng lấy chồng. Mình hiểu với chị không? Để cho bạn hiểu được là cái hoàn cảnh là như thế nào đó. Dạ. Em gái em bây giờ là thua em 2 tuổi ạ. Không không. Thôi. Em hiểu rồi. Câu chuyện đó thì có lẽ mọi người cũng hiểu ha. Hai bạn cũng là cùng quê với nhau. Vâng. Anh nghĩ rằng có cố gắng thì chúng ta sẽ thành công đó, không có gì phải lo đâu nha. Em nói về cái việc mà bạn gái đang trăn trở đó, thật là chân thành và cái quan điểm của em. Vâng, thật sự thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Em cũng hiểu là hoàn cảnh của bạn gái bên này thì không sao đâu. Bởi vì mình thật sự thì mình phải là từ bi như Phật.
thì mới có gì bỏ qua nhau và không có vấn đề đấy, em không quan trọng. Em đồng ý và em vui với việc đó đúng không? Đó, em vui. Chỉ cần em nói như vậy để cho bạn hiểu thôi. Vâng. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem trái tim có rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Em không bấm hả? Dạ. Có bấm không? Không bấm. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của em? Em cảm giác là bạn nam rất là tốt, thật sự là rất là tốt. Ở trong cuộc sống á, em đã luôn rất là phải mạnh mẽ. Em muốn tìm một người em cảm giác đó là mình được che chở, mình được là một người con gái nũng nịu, rồi được đúng chất là một người con gái. Chứ không phải là cứ gọng mình. Mà bạn nam, em cảm giác bạn rất là hợp với là một người bạn, một người anh để em tâm sự. Cảm ơn em. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường thôi, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Cũng lái xe. Chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. À. Dạ. Người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Okay. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa chứ. Xin mời đàn gái. Khởi đây kìa. Mời nhà trai. Chào em trai, mời đi em. Dạ. Mình tự giới thiệu về bản thân xem nào. Dạ vâng, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ. Em xin chào nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Ngô Thị Mai. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại quận 4 ạ. Dạ, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ. Rồi, mời bạn trai. Mina, konnichiwa. Watashiwa, Lý Tướng Tú, des. Nansaiwa, san siêu ni, des. Dạ, em dịch lại tiếng Việt. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả các bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng. Em tên là Lý Tướng Tú, năm nay 32 tuổi, thì hiện đang sống và làm việc tại Củ Chi. Thì em đang làm lái xe nâng hàng bột cho công ty thực phẩm. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe, nhưng sao Tú lái biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018. Dạ. Rồi. Nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm nào. Thì ưu điểm của con đó là biết lắng nghe, chia sẻ. Đôi khi con có thể truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện. Tại vì cái mặt con kỳ lắm, vui buồn gì là nó thể hiện hết lên mặt luôn. Và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì làm việc nhiệt tình. Đặc biệt là đúng giờ. Em thì em, người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Tự nhiên là em làm bên Nhật 3 năm là mình quen cái, cũng như là cái nội quy, cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái đúng giờ ha. Đúng giờ anh. Dạ. Nhược điểm của em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình, mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh, cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ cũng 7-8 năm rồi anh. 7-8 năm mấy trước năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. Thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Có một ngày là bạn, em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá, tính tình chưa có chín chắn á. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa, cho nên là em chủ động em chia tay. Trời ơi. Dạ. Còn mình có mấy mối tình rồi con?
À, dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua hai mối tình. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được 2 tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì bạn này á, thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ nhất. Khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là con thì con thích kinh doanh. Thì bạn cũng không có cái định hướng sau này kinh doanh, tức là bạn sống quá an phận. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả đó. Thử coi giống bên đây không? Đúng rồi, con tả thử coi để cô qua cô coi coi nha. Về ngoại hình nữa thì hello. Dạ về ngoại hình nữa thì đi với con thì cân xứng, cũng đừng có trội hơn con là được. Tức là đẹp trai quá. À con không thích đẹp trai quá. Cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha. Cao bao nhiêu nè? Dạ con cao 1m6. Mình là mét nhiêu nè? Dạ em 1m74. Rồi quá cân xứng rồi. Sao nữa? Còn về tính cách thì là một người có trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, khi mà gặp khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề. Mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục? Dạ 90% chị. Rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì con không có ghét, nhưng mà chắc con không có thích những người đàn ông mà dính phải bốn thứ đó là tứ đổ tường. Đàn ông mà em cũng uống rượu một xíu nhưng mà ít thôi, chút xíu thôi. Người ta uống 10 phần thì em chỉ uống 1 phần thôi. Cái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có rồi. Ba mấy tuổi mà chưa có, thật sự có mối tình cũng như không à. Dạ. Nè con có tin dị đoan không? Có coi cần coi tuổi không nè? Con là người Bắc thì mẹ con cũng khá là tâm thiên. Bây giờ con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88, tuổi Thìn. Tuổi Thìn, cưng tuổi gì? Dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong, vậy là vô. Xong, giải tỏa luôn. Được rồi đó. Để em coi tả coi có đúng bên đây không? Phụ nữ thế nào? Nữ chỉ cần cao 1m55 trở lên, hoạt bát vui vẻ, nói chung là biết nó ăn một chút xíu là được. Quá đơn giản rồi. Dạ con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi xong. Dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến chương trình với em gái em ạ. Rồi chào em gái. Con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con là em ruột của anh Tú. Con thấy chị Mai thì hiền, dễ thương, xứng như anh Tú. Hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau. Mà con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Hải, là anh trai của Mai. Thế bạn trai này có vẻ hiền lành, tự tin và đặc biệt mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong tin Nhật á, nên cái tác phong công nghiệp rất là cao. Mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai khi mà cưới nhau á. Cưới nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu, mà nhiều khi nó màu đen á, nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu cho đẹp hơn xíu. Nâu cũng còn ấy lắm em. Nó phải là cái màu xanh xám đi, ví dụ xám trắng đi, ví dụ vậy là ok. Thì cái dự định của mình sắp tới á, thì mình đang chuẩn bị học ngành dược, là học 2 năm rưỡi là trung cấp dược, ra là mình có thể đi làm nhà thuốc hoặc là mình mở một cái tiệm riêng. Bởi vì mình cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó. Hoặc là sau này mình thích buôn bán hay là mình thích ở nhà làm cái gì chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được. Cái này mình khuyên lời khuyên chân thành cho dành đến Mai á. Mai ơi, bấm đi nhá. Đó. Mở nào. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi em. Đến đây thì mình cũng có giỏ hoa tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Dạ. Em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm. Để anh giờ anh sẽ đọc. Dạ. Em thì bây giờ mình đang ở Sài Gòn hay là mình ở quận mấy em? Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức và em làm việc ở quận 4. Thường cuối tuần em thường hay đi đâu chơi nhỉ? Bình thường cuối tuần đó thì em sẽ về gia đình hoặc là em sẽ đi leo núi Thị Vải. Anh cũng thích leo núi lắm. Dạ, thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi chung. Thường thì cuối tuần thì anh hay đi xem phim, nghe nhạc, xem thể thao, em có thích không? Dạ, thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu, nhưng mà cũng không có ghét. Dạ. Bây giờ anh là con cả trong nhà đó. Thì không biết là em có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không?
Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Nói làm dâu thì thôi, như sau này có điều kiện á thì mình có thể để dành một số vốn này nọ thì mình có thể mua đất mình xây nhà ở ngoài riêng. Còn trước mắt thì anh có nhà sẵn ở Củ Chi á, thì mình cứ ở nhà anh trước, rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ tính xa hơn nữa. Trước mắt là như vậy. Bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận, mình xem cảm xúc khi mà tay nắm lấy bàn tay thế nào, và nói cái gì đó, hát cái gì đó cũng được. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến cuối chân trời. Con đường. Nói chung hát được. Nói đi, nói với em gái gì đi. Thì lần đầu tiên đến với chương trình thì mình đã cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi đó. Cho nên là anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn. Em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em. Dạ. Vậy báo nút nha. Cảm giác trái tim rung động, bấm luôn, không chần chờ gì cả. Đó. Còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa con tim ta mình xem. Ta bấm rồi. Rồi. Đó. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đấy, đẹp đôi. À, rồi xin phép hôn má luôn. À, xin phép anh trai mình hôn má. Được rồi. Dạ. Chúc hai em sẽ sớm hiểu nhau và sớm đưa ra quyết định hạnh phúc cho hai đứa nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm